Luận đại trí độ, mở ngoặc đơn, Mahaprajna Paramita Shastra, tác giả, Nagarjuna, Bồ Tát Long Thọ, dịch Phạn Gia Hán, Cưu Ma La Thập, dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, giải thích. Phẩm tri thức thứ 52, Kinh Maha Bát Nhã ghi, phẩm thiện tri thức, Kinh, bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng. Bạch Đức Thế Tôn, hàng Bồ Tát tân học nên học Bát Nhã Ba La Mật, Thiền Ba La Mật, Tinh Tấn Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Trì Giới Ba La Mật, Thí Ba La Mật như thế nào? Phật bảo Tu Bồ Đề, hàng Bồ Tát tân học nếu muốn học Bát Nhã Ba La Mật, Thiền, Tinh Tấn, Nhẫn, Giới, Thí Ba La Mật. Trước tiên nên thân cận cúng dường thiện tri thức người có thể thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Người ấy dạy rằng, thiện nam tử, ngươi có bố thí gì, tất cả hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, có trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tất cả hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngươi chớ cho sắc là vô thọng chánh đẳng chánh giác. Chớ cho thọ tưởng, hành, thức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chớ cho thí ba la mật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chớ cho giới, nhẫn, tấn, thiền, bát nhã ba la mật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chớ cho nội không cho đến vô pháp, hữu pháp không là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chớ cho bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo phần là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chớ cho bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chớ cho 10 trí lực cho đến 18 pháp không chung của Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì cớ sao? Vì không chấp thủ sắc liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không chấp thủ thọ tưởng, hành, thức liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không chấp thủ thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không chấp thủ nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, khi tu bát nhã ba la mật thâm sâu chớ tham sắc vì sao? Vì sắc chẳng phải cái có thể tham, chớ tham thọ tưởng, hành thức vì sao? Vì thọ tưởng, hành thức chẳng phải là cái có thể tham. Thiện nam tử, chớ tham thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật. Chớ tham nội không cho đến vô pháp hữu pháp không? Chớ tham bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, chớ tham bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, chớ tham 10 trí lực cho đến trí nhất thiết chủng của Phật. Vì sao? Vì trí nhất thiết chủng chẳng phải là cái có thể tham. Thiện nam tử, chớ tham quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A-La-Hán. Chớ tham Bích Chi Phật Đạo, chớ tham Bồ Tát Vị, chớ tham vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng phải là cái có thể tham, vì sao? Vì các pháp tự tánh không? Luận, hỏi, Tu Bồ Đề hỏi chỗ sở hành của hàng tân học cớ sao Phật đáp việc tu hành vi diệu lâu ngày của Bồ Tát đó là không chấp thủ hết thảy pháp vì hết thảy pháp tánh không? Đáp, các pháp tánh không có hai. Một, cái không của Đại Bồ Tát ngộ được. Hai, là nhu thuận nhẫn của Tiểu Bồ Tát học được vì trí tuệ mà phát tâm. Trong đây chỉ nói về cái không của Tiểu Bồ Tát học được. Lại nữa, có khí vị của trí tuệ, Phật kể. Là Bồ Tát nếu không có khí vị của trí tuệ thời tuy tu hành các công đức lâu ngày, Phật không kể là Bồ Tát. Thí như Phật nói, tướng trạng của đảnh Pháp ở trong thanh văn đối với Tam Bảo có lòng tin chút ít gọi là đảnh Pháp. Lòng tin ấy cao hơn noãn pháp nhờ tu thiền định phát sanh, do tâm cõi sắc đạt được, nó đối với vô ngại giải thoát của Phật là bé nhỏ, nhưng đối với người phàm là lớn. Như vậy, Bồ Tát mới phát tâm có được khí vị của Bát Nhã Ba La Mật nên có thể lãnh thọ sự giáo hóa gọi là tân học quá hơn công đức năm Ba La Mật đối với người phàm là lớn, đối với Phật là nhỏ. Lại nữa, Phật không nói thẳng các pháp tánh không, mà trước tiên dạy cúng dường thân cận thiện tri thức nhờ thiện tri thức nói công đức năm ba la mật. Thiện tri thức tuy mỗi mỗi giáo hóa, nhưng Phật chỉ khen pháp bất hoại, đó là đối với sắc pháp vân vân, không tham, không đắm, không thủ. Thí như chim cánh vàng mới xanh từ một núi Tu Di bay đến một núi Tu Di, Bồ Tát cũng như vậy, mới học đã có thể sanh trí sâu xa như vậy, huống gì học lâu. Lại như đóm lửa nhỏ có thể đốt cháy, huống gì là lửa lớn. Bồ Tát cũng như vậy, lúc mới học có thể dùng trí tuệ, chuyển đổi pháp thế gian khiến rốt ráo không, đốt cháy các phiền não, huống gì đắc lực đầy đủ. K.
Kinh, Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát làm được việc khó làm, ở trong hết thảy pháp tánh không mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật dạy: Như vậy, như vậy. Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm đọc việc khó, ở trong hết thảy pháp tánh không mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, các Bồ Tát vì an ổn cho thế gian, nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì an lạc cho thế gian, vì cứu thế gian, vì làm chỗ quy hướng cho thế gian, vì làm nơi nương tựa cho thế gian, vì làm gò bãi cho thế gian, vì dẫn đạo thế gian, vì làm đạo rốt ráo cho thế gian, vì làm chỗ đi đến cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì an ổn thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, khi Bồ Tát được vô thượng chánh đẳng chánh giác đem chúng sanh ra khỏi sáu đường, đạt vào nơi bờ niết bàn vô úy. Tu Bồ Đề, ấy là Bồ Tát vì an ổn cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì an lạc cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác đem chúng sanh ra khỏi cái u sầu, khổ não, đặt vào nơi bờ niết bàn vô úy. Ấy là Bồ Tát vì an lạc cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì cứu thế gian, nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác cứu các khổ nạn trong đường sanh tử cho chúng sanh, cũng thuyết pháp để dứt các khổ ấy, chúng sanh nghe pháp tạm dùng tam thừa để được độ thoát. Tu Bồ Đề, ấy là Bồ Tát vì cứu thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì làm chỗ quy hướng cho thế gian, nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác cứu chúng sanh ra khỏi sanh, già, bệnh chết, ưu bi, sầu não đem đặt vào nơi bờ niết bàn vô úy. Tu Bồ Đề, ấy là Bồ Tát vì làm chỗ quy hướng cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì làm chỗ nương tựa cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác vì chúng sanh nói hết thảy pháp không có chỗ nương tựa. Tu Bồ Đề, ấy là Bồ Tát vì làm chỗ nương tựa cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy pháp không có chỗ nương tựa như thế nào? Phật dạy: Sắc không tương tục tức là sắc không sanh, sắc không sanh tức là sắc không diệt tức là sắc không có chỗ nương tựa. Thọ tưởng, hành, thức cho đến trí nhất thiết chủng cũng lại như vậy. Tu Bồ Đề, ấy là vì làm chỗ nương tựa cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì làm đạo cứu cánh cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, nếu khi Bồ Tát được vô thượng chánh đẳng chánh giác vì chúng sanh nói pháp như vậy. Tướng rốt ráo của sắc chẳng phải là sắc, tướng rốt ráo của thọ tưởng, hành, thức cho đến trí nhất thiết chủng chẳng phải là trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề, tướng cứu cánh. Như tướng hết thảy pháp cũng như vậy. Tu Bồ Đề thưa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu tướng hết thảy pháp cứu cánh như thời các Bồ Tát đều nên tu vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì cớ sao? Vì trong tướng rốt ráo của sắc không có phân biệt, trong tướng rốt ráo của thọ, tưởng, hành thức không có phân biệt cho đến trong tướng rốt ráo của trí nhất thiết chủng không có phân biệt cho là sắc là thọ tưởng, hành thức cho đến trí nhất thiết chủng. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, như vậy. Trong tướng rốt ráo của sắc không có phân biệt, trong tướng rốt ráo của thọ tưởng, hành, thức cho đến trí nhất thiết chủng không có phân biệt gọi là sắc cho đến gọi là trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề, ấy là việc khó u của Bồ Tát Ma Ha Tát. Quán tướng các pháp tịch diệt như vậy, mà tâm không ẩn khuất, không sợ hãi, vì cớ sao? Vì Bồ Tát nghĩ rằng các pháp thâm sâu ấy ta nên biết như vậy sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp phi diệu tịch diệt như vậy ta sẽ vì chúng sanh nói ra. Ấy là Bồ Tát vì làm đạo cứu cánh cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì làm gò bãi cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Tu Bồ Đề, hoặc ở giữa sông ngòi, biển lớn, nước bốn bên bị gián đoạn ấy là cồn bãi. Tu Bồ Đề, sắc cũng như vậy, đời trước đời sau làm gián đoạn. Thọ tưởng, hành, thức đời chóc đời sau gián đoạn, cho đến trí nhất thiết chủng đời trước đời sau gián đoạn.
vì đời trước đời sau gián đoạn ấy nên hết thảy pháp cũng gián đoạn. Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp đời trước đời sau gián đoạn ấy, nên tức là tịch diệt, tức là diệu bảo, nghĩa là không, không có gì thủ đắc, ái sạch hết không còn, ly dục niết bàn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác đem pháp tịch diệt phi diệu, vì chúng sanh nói. Tu Bồ Đề, ấy là Bồ Tát vì làm cồn bãi cho thế gian nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì làm dẫn dạo cho chúng sanh như thế nào? Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác vì chúng sanh nói sắc chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhơ chẳng sạch. Nói thọ tưởng, hành, thức chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhơ chẳng sạch. Nói 12 xứ, 18 giới, 4 niệm xứ cho đến 8 thánh đạo phần, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhơ chẳng sạch. Nói quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A-La-Hán. Bích chi Phật đạo chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch. Nói 10 trí lực cho đến trí nhất thiết chủng của Phật chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch. Tu Bồ Đề, ấy là Bồ Tát Ma Ha Tát vì làm dẫn đạo cho chúng sanh nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luận, Tu Bồ Đề phát tâm hy hữu bạch Phật rằng, các Bồ Tát chưa dứt phiền não, chưa đủ đại bi, chưa được địa vị bất thối chuyển, biết các pháp vốn tánh không mà có thể phát tâm vô thượng đạo, việc ấy rất khó. Phật nhận lời ấy rằng, đúng như vậy, lại tán thán nhân duyên hy hữu của Bồ Tát rằng, Bồ Tát vì an ổn cho thế gian nên phát tâm, an ổn là có thể phá hết thảy phiền não, rốt ráo không biến mất. Ví như thuốc hay chữa lành bệnh không cần hỏi ngọt đắng, chỉ cần rốt ráo trừ hết bệnh được an ổn. Phật hay làm cho chúng sanh thường an ổn, không kỳ hạn một đời, hai đời. Cái vui của thế gian là có cái tuy an ổn mà không vui. Có cái đời nay khổ, đời sau vui như uống thuốc đắng trong bụng an ổn, trong miệng không ngon, thế nên nói Phật hay đem cái vui cho đời này đời sau. Sáu đường vì vô thường nên chẳng phải an ổn, thế nên nói ra khỏi sáu đường gọi là an ổn. Cái vui thế gian là nhân duyên của đắm trước nên lâu về sau, chắc chắn sanh ưu não, không gọi là vui. Cái vui niết bàn trước sau không biển đổi, lìa hết ưu khổ gọi là vui. Cứu thế gian là như người bị giặc oán đổi bắt, nếu có thân thích có thế lực quan quyền thời có thể cứu. Chúng sanh cũng như vậy, vì nhân duyên của tội ác các phiền não và bị ma dân đuổi bắt. Chỉ có Phật thuyết pháp cứu hộ cho. Thế gian quy hướng là như người khi gặp gió dữ, mưa mạnh chắc chắn tìm về phòng xá. Các tà kiến phiền não thế gian trong ngoài thân tâm khổ não, già, bệnh chết, yêu khổ, nên tìm về với Phật. Phật dùng các phương cách nhổ sạch yêu bi, khổ não. Nơi nương tựa là hết thảy pháp hữu vi, do nhân duyên hòa hợp sanh nên không có tự lực, không thể nương tựa. Chúng sanh bị khổ bức bách đến nương tựa Phật, Phật vì nói cho pháp không có nương tựa. Pháp không có nương tựa là chân thật, đó là vô dư niết bàn. Năm uẩn diệt, không còn tương tục, không tương tục tức là chẳng sanh, chẳng diệt. Chẳng sanh chẳng diệt tức là rốt ráo không, không có nơi nương tựa. Hỏi, nếu không có nơi nương tựa cớ sao nói làm chỗ nương tựa?